Hello mấy anh em nha, hôm nay em được anh Quyết ủng hộ cho thay mặt vợt. Thì đây là cốt Andro chơi bầu quy, thì cái tốt cốt này thiên về tấn công uy lực cao. Thì Nhân sẽ kết hợp với hai mặt vợt, một là Hexer Bow Rip FX dành cho đánh phải và Hexer Rip SFX dành cho đánh trái, để cho anh này có một cái gọi là cái độ kiểm soát bóng thật là tuyệt vời nhé. Tại mua sản phẩm Andro của bên Nhân á, thì bên Nhân sẽ có đầy đủ tem chính hãng. Sau vài phút cắt dán thì thành phẩm của Nhân Fansico đây. Rồi, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ em ạ.